truy thăng quân hàm cho 3 cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ ở đèo Bảo Lộc. Ngày 31 tháng 7, Bộ Công an có quyết định truy thăng quân hàm cho 3 cảnh sát giao thông, Công an Lâm Đồng, hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khi đang làm nhiệm vụ. Cụ thể, truy thăng quân hàm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, 42 tuổi lên trung tá, truy thăng quân hàm cho thượng úy Lê Quang Thành, 46 tuổi lên đại úy, truy thăng quân hàm cho thượng úy Lê Ánh Sáng, 33 tuổi lên đại úy. Quyết định truy thăng quân hàm được Bộ Công an ban hành một ngày sau khi 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 7, sau trận mưa kéo dài khiến nhiều vị trí trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở, nhận thông tin khu vực chốt Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, 3 cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Mandawui đang tuần tra đã đến chốt cùng với người dân di rời đồ đạc. Lúc này, khối đất đá trên cao đổ sạt xuống, vùi cả 3 chiến sĩ và một người dân đang hỗ trợ di rời phương tiện, trang thiết bị gần đó. Sau sự cố, tỉnh Lâm Đồng huy động hơn 200 lực lượng cùng hàng chục máy móc tới hiện trường tìm kiếm. 3 cảnh sát giao thông lần lượt được tìm thấy vào đêm qua đã tử vong. Còn thi thể người dân tới trưa 31 tháng 7 cũng đã được phát hiện. Trước hy sinh của 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an Lâm Đồng bày tỏ: "Mọi việc diễn ra quá nhanh. Ngày 30 tháng 7, Đại tá Trương Minh Đương còn gặp động viên những người đồng đội khi họ vừa giải phóng xong điểm sạt lở, rồi lo điều phối giao thông trước chốt đèo Bảo Lộc. Người đứng đầu Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bộ, ban, ngành báo cáo để phong liệt sĩ cho 3 cảnh sát giao thông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ nhằm ghi nhận công trạng của các chiến sĩ." Ngày 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác chính phủ đến hiện trường vụ sạt lở, thăm hỏi, động viên chia buồn với thân nhân gia đình nạn nhân. Sau đó, Phó Thủ tướng làm việc với tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề liên quan đến vụ sạt lở khiến cho 3 cảnh sát giao thông hy sinh và một người dân thiệt mạng trên đèo Bảo Lộc. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc khiến 3 cảnh sát giao thông hy sinh là sự mất mát, đau thương, không gì có thể bù đắp được. Vì thế, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng và các bộ, ban, ngành trung ương phối hợp tiếp tục thực hiện tốt công tác khắc phục hiệu quả, quan tâm, chia sẻ, động viên thân nhân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và người dân tử vong. Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao tỉnh Lâm Đồng cùng các bộ, ban, ngành trung ương nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để truy tặng liệt sĩ cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại chốt đèo Bảo Lộc.